trùng trộn khi các con đi học và bố mẹ đi làm đúng không? Thôi mời Phương Minh ngồi xuống nhé. Và qua bài hát này mình sẽ gửi gắm cho mình điều gì ạ? Mình xin gửi gắm cho điều gì? Thôi mời bạn mà Mô nào? Mà gì hả con? Con mời gì bảo nào? Con là cô không nhớ được chó. À đúng rồi, cả lớp danh đặc bạn có đây cô. Chị bảo rất là giỏi nè. Chú cứu con có nhiệm vụ như vậy thì chúng mình qua bài hát mình xin các con là phải biết yêu quý bảo vệ những vật sống trong gia đình đúng không? Và coi chúng như là người bạn thân thiết với người bạn của mình, cũng như là trên lớp để khi các con chơi với các bạn chúng mình phải như thế nào nhở? Có như vậy sau này chúng mình chia tay nhau lên lớp một chúng mình sẽ luôn luôn nhớ đến các bạn. Các con nhớ chưa nào? Và bây giờ để thể hiện tình cảm của mình, chúng mình này đứng lên và thể hiện.